sự là try the bottom. Ok. Con tôm này tôm gì chị ơi? Tôm là tôm tích biển. Em lên mạng, người ta lên mạng tôm tích biển tươi đó. Cái này ngon lắm. Cái này mua luộc. Cái này mua thì nấu luôn ăn tại chỗ. Lấy cái lớn đợi cho nó mát nó con, nó rộng nó mát cả sau lưng luôn. Cái che sau lưng ngoài nắng luôn. Trả tiền cho mẹ. Hồi quay đi. Con vụt lấy lại con. Lại chứ nó phải đồi món này, đồi nó này là đẹp nè. Đồi nó này mới đẹp này. Nó là chị này. Là chính thức em đi chơi du lịch. Đây là một làng chài ở thị trấn Long Hải, Vũng Tàu. Mọi người hãy cùng với Scarlett đi xuống phía bên dưới của bãi biển để xem cuộc sống của người dân nơi đây. Ở đây người ta bán những con hải sản mới được bắt ở dưới biển lên trong ngày và nấu ăn tại chỗ. Nói chung là cái kiểu đang muốn đi ra là cuộc sống trên bãi biển thật là thú vị, vừa nấu ăn vừa được thưởng thức âm thanh của sóng biển. Mùi cua ghẹ rang đã chín, thấm với gia vị muối và ớt, hòa quyện cùng với vị mặn của gió biển, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thèm rồi. Hấp dẫn quá hả? Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Dạ, có chuyện cay mắt hả? Cái này cay lắm. Cảm ơn em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của chuỗi video Cuộc sống ở làng chài. Xin chào.